Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà một cặp thái bông. Cặp này thì một cặp riêng, nhưng mà cái dòng bông này nè cả nhà, nó hay ra một cặp lứa này lứa kia đó. Có lứa thì nó đẹp cực kỳ giống như bố mẹ luôn, nhưng mà có cặp thì lâu lâu nó ra như vậy nè. Cái con mà hơi trắng này nè, con này là bông đẹp, đuôi trắng nè, ức trắng nè, với bông cánh nè, nói chung là con này thì đẹp. Còn cái con kế bên nè thì nó ngực hơi trắng chút xíu, đuôi hơi trắng chút, với ở dưới bụng bông ít. Bố mẹ đều là hàng đẹp hết nha cả nhà, do là cái dòng bông này là cái dòng khó chịu nhất, nó ra có khi con đẹp, có khi con xấu, cũng có khi trắng tinh luôn. Cặp này thì thích hợp cho anh em về nuôi kiển hoặc là nuôi sinh sản đều ok hết nha. Zalo mình là 0368213731. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo để mình tư vấn nha. Trại mình thì ở gần phà cầu Lạnh Lấp Dòng Tháp nha. Nếu mà anh em ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Thì mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai này kia. Nói chung là tại vì mấy cái chỗ kia đó mình có gửi rồi cho nên mình biết nha. Hoặc là cái chỗ nào mà có xe tới lui đó thì mình vẫn gửi ok nha. Cặp bông đen, một con bông đẹp, một con bông vừa vừa và bông ít. Cái con đẹp thấy không, cái đuôi trắng nè, với bông trên lưng nè, với bông cánh nè, với cái ngực nè, ngực trắng. Còn con kia thì ngực trắng chút xíu, đuôi trắng chút xíu nè, với cái ức. Cặp này thì anh em về nuôi kiển hoặc là nuôi sinh sản thì đều ok hết. Bên mình thì có đầy đủ các dòng là cu cườm Việt, cu Thái, Malaysia, cu Pháp, Pháp bông. Cả nhà ai có nhu cầu của mình rảnh á, mình bắt chim còn đúc á, thì mình bắt chim cỡ này về mình đúc nha. Còn nếu mà anh em nào mà không có thời gian mà mình đúc á, thì mình bắt chim biết ăn, hoặc là mình đúc tới biết ăn mình giao. Nói chung là tùy cái nhu cầu của anh em thôi. Rồi, cả nhà ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chào cả nhà nha.